không biết luôn á thầy bây giờ hỏi cái này thì cũng không biết <laughs> rồi chưa hết vâng ủa lâm lâm làm mới vô hả nhắn vô lớp thì biết nha em lớp buổi chiều rồi hay... vâng chiều... hay là xin linh để vô buổi tối thôi Lại em, em em học lớp uh, online trong tuần phải không? Không, lớp lớp buổi chiều mới học là À trời A. Vân á hả? Trời thầy tưởng bằng nào. Rồi ok, chiến. <laughs> rồi nói biết rồi. Tưởng Văn Lâm nha. Nãy đọc tưởng tưởng thủ môn. <laughs> đọc có sâu văn. Rồi ok. Thầy tính 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 hỏi em á, em vô chưa đó. À, tính hỏi em vô chưa? Sợ em, em, em chưa có cái link gọi gì được rồi. Ok rồi hôm nay thì mình sẽ qua bài đầu tiên của hôm nay ha bài đầu tiên của tháng luôn về phần reading ừ à, thông là tuần sau sẽ học thêm lớp trong tuần luôn nhé tại vì thầy bên đây học là thầy cho học kết hợp luôn là lớp cuối tuần với lớp trong tuần đúng ra là hôm bữa trong tuần em em phải vô thêm à, nên vô chứ không phải vô <laughs> nên vô thêm học học cái bài EO mức trung bình còn bên đây thì sẽ là mức dễ ha giống như thầy ghi là trường hợp kết hợp đó, cho nên là em phải em nên học luôn. Tại vì về sau mà khá rồi đó thì sẽ học trong tuần là chủ yếu, còn ở đây thì trường hợp yếu bài nào thì mới vô thôi. Ừ. Với như thầy có nói rồi đó. Ok, thì nói chung là hướng tới bài trong tuần sẽ sẽ tốt hơn là để tốt hơn để mình đi thi. Rồi hôm nay thì các bạn sẽ làm với thầy, thì cũng sẽ giống như trong tuần thôi là bài đầu sẽ làm với thầy từ từ, à, thầy đọc thì. Thầy gợi ý cho các bạn làm đơn giản ha. Gợi ý cho các bạn làm và các bạn phân loại Thì nói chung là nó cũng sẽ giống Cái nội dung trong tuần luôn ha Nó sẽ giống cái nội dung trong tuần luôn Nói chung là giống hết về à, Giống hết về cái, cái Cái kiểu bài câu hỏi ha Nhưng mà đương nhiên thì Cái bài cuối tuần thì rất là dễ À bài cuối tuần rất là dễ luôn. Nó chắc đúng ra lần này cũng là một bài thi Eo, nhưng mà bài Chero rất là dễ nha các bạn. Thậm chí có bài dễ hơn bài này nữa. Thì chủ yếu là để luyện cái này vẫn là bài thi Eo chính thức á. Ừ. Nhưng mà thầy nó nó dễ hơn trong tuần rất là nhiều, cho nên là thầy sẽ để luyện cơ bản là như vậy. Rồi còn bài khác dễ nữa nha. Nhưng mà nói chung thì mình sẽ làm hết bài nào dễ thì cứ làm hết nha. Còn trong tuần thì sẽ đương nhiên là làm bài trung bình thì sẽ giống trong tuần hay là các bạn thầy sẽ đọc từng khổ từ từ rồi các bạn đối chiếu câu hỏi để mình trả lời nhé nhớ là sẽ trả lời vô trong trong uh, tin nhắn rồi thầy đọc ha Nói chung sẽ giống như vào trong tuần cho nên thầy đọc và thầy sẽ lý luận lại cho các bạn làm hay thông cũng sẽ làm chung luôn ừ. tuần sau thì sẽ em học luôn trong tuần nhé thứ ba năm rồi thứ bảy chủ nhật nữa Rồi câu hỏi 1 tới 14 Ở đây thì cái phần đầu nó Đối với cái bài này của mình thì nó sẽ không có giống như bài trong tuần ở chỗ này Là trong tuần có một bài đọc nhưng mà nó chia thành hai nhóm câu hỏi đúng không Còn cái bài đó là bài học thuật nha Còn bài general á Cụ thể là bài này thì nó sẽ chia ra Mỗi nhóm câu hỏi là có một bài đọc À là bài này là chỉ dành cho cái Phong for not given thôi Còn bài dưới sẽ là thông tin ha rồi nói chung thì cũng nói chung cái gì cũng dễ hết cho nên đọc rất à, đọc rất là dễ hiểu nha rồi bây giờ thì thầy sẽ đọc từ từ các bạn ghi chú từ vựng nha. Tại vì bài này thầy chưa có list ra cho nên là <laughs> sẽ dịch trực tiếp luôn nha. À cái từ vựng Vân có hỏi là cái em em sẽ học từ vựng trực tiếp trong bài là được. Cái list của thầy cho à, cái list thầy cho là để đương nhiên là để học để nhìn cái nghĩa nó nó dễ hơn nha. Đây logo thì quên. À, thì cái cái list á là em chỉ học cái từ đầu tiên thôi đợi thầy chút các bạn đợi thầy chút nha. nè thầy, thầy chỉ cho các bạn cũng cũng biết luôn nha <laughs> bạn nào chưa biết <laughs> biết luôn nè Thì á, là cái từ vận thầy cho là giống như vậy nè là cái thứ nhất là cái từ đầu tiên là cái từ mà trực tiếp trong sách trực tiếp trong bài học còn những cái từ này á, sẽ là từ đồng nghĩa thì cái từ vận mình cần học là từ trong sách thôi trong sách trước nha thì là học trong bài có gì thì học đó tại vì nó vẫn có xài lại cho bài khác mình có cái là sang kẽ nhiều bài à, mình chưa thường chung chủ đề sẽ sang kể sẽ sẽ được nhắc lại còn những cái từ mà đồng nghĩa kiểu này á à, đồng nghĩa kiểu này yep. á thì là học thêm từ từ không gấp nhé tại vì học là không nhớ đâu và cái từ vựng học hiệu quả nhất vẫn là à, đọc tới đâu dịch tới đó và về phải làm lại thì nó nó nhớ ok ha cho nên là mình chỉ cần học cái từ vựng trực tiếp trong sách là được, ừ. trong bài là được ha. Cái này do thầy chưa có chỉnh cho nên là cái cái từ nó in nó hơi nhiều. Hồi trước là thầy viết theo kiểu này là cái từ vựng thì in đậm hết, à, chỉ có cái giải nghĩa là để thường. Nhưng mà vậy thì đương nhiên nhìn sẽ rối hơn cái bên đây. À, bên đây thì à, mình nhìn mình biết là học cái gì chính trước ha, với cái nghĩa thì cái nghĩa cũng bên đậm để thấy. Còn những cái từ này là từ đồng nghĩa thì mình sẽ học từ từ. Ừ, chứ không in lên cục luôn nó nói chung là lúc nào cũng sẽ chỉnh lại cho các bạn dễ ha đó quá trời luôn ừ, thì cái hướng thầy list cho các bạn là như vậy từ trong bài với từ đồng nghĩa luôn nha chú ý để học thêm còn cái bài này thì chưa có list cho nên thầy sẽ đọc từ từ các bạn cứ dịch là được tại vì dù sao có list hay không thì cũng vẫn phải lúc mà làm lại vẫn các bạn phải tự dịch lại chứ à, có video thầy giảng luôn đầy đủ mà cho nên là các bạn nhớ cái quan trọng nhất vẫn là từ trong bài nhé. Rồi quan trọng nhất vẫn là về phải làm lại dịch lại bài nắm và đối chiếu câu hỏi trả lời lại ha. Đó giống như là thầy có đưa có đưa cho các bạn những cái, cái những cái file mở rộng đó. Những cái file mà làm thử sức với lại mở rộng ở trong tuần đó. Đó cái đó đó là mình sẽ làm kết hợp với vấn đề thử sức như vậy. Rồi kết hợp với bài ôn đó lúc mà ôn giống như cho các bạn làm lại cái bài đó học thì khi mà các bạn học càng nhiều thì cái lượng bài ôn nó sẽ tăng thôi thì như vậy các bạn làm được rất là nhiều nhớ nha <laughs> giờ bây giờ đọc và làm hôm nay đơn đơn giản không có khó nha Đó phần hồi chiều ở cái cái file nguyên một sách phần 1 là mai nhớ đem là để để làm thử sức nữa nha ừ. đó thôi nói chung hồi chiều học cái gì là thử sức cái đó đó còn phần 2 nữa đó nó bóng bắt bay tên là phải làm hết nữa. Ừ. rồi chiến À, bài này thì nói về là cái người bắt đầu luyện tập cái à, cái dàn nhạc giao hưởng ấy, à, string orchestra tập sử dụng dụng cụ nhạc ha tại New York dành cho cái người lớn tuổi New York rồi thầy đọc từ từ thôi nha các bạn bên đây thì chắc chắn phải từ từ rồi rồi các bạn sẽ đối chiếu lại trong tuần ha nhưng mà thầy vẫn sẽ giảng lại nhé thầy vẫn sẽ giảng trực tiếp luôn rồi cái này cái tên của cái chương À, cái 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 chương trình giao hưởng này <laughs> Đây là cái mà rất là đặc biệt ha thì nó được thành lập vào đầu năm 2007 đầu năm 2007 ha Rồi thành lập đầu năm 2007 và phát triển Rồi, và nó phát triển vượt xa cái khái niệm được phát triển bởi Creel uh, Creole out có nghĩa là phát triển vượt xa khỏi cái khái niệm được uh, được phát triển bởi dàn nhạc dành cho người lớn tuổi tại London ha nói chung là vượt qua cái cái thế hệ đầu của nó đó London còn này là New York. Nói chung là nó vượt xa với lại cái người tiền nhiệm đó, cái hay là cái mà đã có trước từ trước ha. Và một cái nhóm và nó Đây nè cái người tiền nhiệm thì nó là một cái nhóm đã chiến thắng một cái giải thưởng tại Anh. Thì cái dàn nhạc giao hưởng mà tại dành cho người bắt đầu tại New York cũng vậy. À không, cái này thì dàn nhạc này là một cái dàn nhạc mà không chuyên ha dành cho những cái người lớn nè. À luyện tập những cái dụng cụ như là violin à viola cello uh, rồi double bass, càng đôi gì đó, uh, trống đôi gì đó. Thì nói chung là tập những cái loại dụng cụ này. Thì nếu như bạn chơi một dụng cụ âm nhạc mà có sử dụng dây, uh, nói chung là đàn đó. À không, cái ý tưởng đầu tiên có rồi nha Bên đây thầy sẽ đọc từ từ Thầy sẽ không đọc dồn khổ giống như là Thầy sẽ không đọc dồn khổ giống như là Bên Bên, bên bài trong tuần ha Đọc đây đọc từ từ thôi Vậy thì cái à, Câu 1 đầu tiên Cái ý tưởng mà phát triển Cái hệ thống dàn nhạc này Ý tưởng đằng sau này thì dựa theo một cái dàn nhạc đã phát triển trước đó. Ý tưởng mà để phát triển cái dàn nhạc này là dựa theo một cái dàn nhạc khác. Cho các bạn đón thử thôi. Ừ, thông là, là xong hôm nay. Thứ nhất là làm bài trước mắt bài này thầy sẽ gợi ý, à, thầy dẫn hướng dẫn lại đầy đủ ha. Rồi sau đó là thầy sẽ đưa thêm cái video của bài trong tuần nữa. Em sẽ làm thêm bài đó nữa. À. Có nghĩa là nó chung hết á, nó giống nhau hết á. Để cho phát triển ha. Rồi bây giờ thầy gửi. Thầy đọc lại ha. Ý tưởng mà để phát triển cái hệ thống dàn nhạc New York này á. Là dựa theo một cái dàn nhạc khác. Mình coi lại nè. Dàn nhạc New York À, nó phát triển vượt qua cái khái niệm được phát triển có nghĩa là từ cái bậc này nó phát triển lên à vậy để cho các bạn dễ hiểu nha phát triển vượt xa cái khái niệm mà được phát triển bởi một cái dàn nhạc tại London rồi các bạn cho thầy đáp án thử nha nó phát triển vượt xa cái khái niệm vượt xa nhớ là vượt xa chứ không phải là khác khái niệm nha là phát triển dựa trên khái niệm mà nó vượt nó vượt uh, nó từ cái khái niệm đó giống như là từ cái cơ bản mà lên nâng cao á như vậy đi cho các bạn dễ hiểu nha ừ. là có cái cơ bản và nó đẩy lên nâng cao vậy thì câu này nó là ý tưởng phát triển ý tưởng mà phát triển của dàn nhạc New York là dựa theo một cái dàn nhạc Bên đây từ từ thầy sẽ đợi các bạn trả lời nhé. Ở đây nó kêu là phát triển vượt xa cái à, vương lên khỏi cái vương lên phát triển vương lên à, khỏi cái cái tầm ha khỏi cái khái niệm cơ bản à, hay là một cái khái niệm đã có từ vàng nhà của anh <laughs> <laughs> Rồi con này là cứ mạnh dạng trả lời đi ha Thông à, Giống như cách bạn trả lời cứ đoán thử Thậm chí là có thể chứng minh vừa theo dòng nào cũng được à, Vân làm luôn ha, làm giống như bạn luôn này trả lời luôn ha Đó chứng minh giống như là chỗ nào chứng minh được đó Mấy cái này mốt tại vì bài đầu giống như hồi hồi trưa làm Nhưng mà những cái bài sau là hiểu ý là phải sẽ hỏi lại đó à, Tại sao nó là trưa Mặt. Rồi tại sao nó là phone mà không phải nó kỳ và đó Những cái vụ mà <laughs> Thầy nói về uh, Giả dụ phone như nó kêu như thế nào đó ừ. Phát triển vượt xa Có nghĩa là từ cái khái niệm Đang có và nó vượt lên Rồi chính xác con này đúng Hả? Các bạn có thể gạch dưới ha Phát triển vượt ra khỏi cái khái niệm Có nghĩa là cũng từ khái niệm Mà nó vươn lên đó chính xác vậy thì ở đây nó nói là dựa theo cái dàn nhạc khác là đúng nha các bạn thấy chưa cái này thì nói chung là nó ăn về vấn đề dùng từ <laughs> rồi thầy đọc tiếp cái câu tru nó vậy đó nó thay đổi cách nói hay loạt đổi từ nhưng mà đúng ý ha thì dàn nhạc New York à hồi nãy nói rồi đúng không nếu như bạn chơi một dụng cụ dây khi mà bạn còn trẻ và muốn bắt đầu lại á, hoặc là nếu như bạn nếu như bạn học à, như là một người trưởng thành, một là ở hồi nhỏ có học rồi à, muốn bắt đầu lại, hai là bây giờ mới bắt đầu học à, lớn, đó. rồi muốn có một cơ hội là chơi cho một cái nhóm người giống nhau, tương tự giống như là người lớn với nhau vậy đó, <laughs> thì cái dàn nhạc New York này là dành cho bạn đó. Cái mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một cái môi trường À, một cái môi trường sao vui có hỗ trợ lẫn nhau và không có cạnh tranh nhau à, nói chung là giống như là à, nhóm nhạc vậy đó à, hỗ trợ nhau dành cho người 18 đến trên 80 tuổi ha cái người mà muốn tham dự việc tạo ra cái bộ sưu tập âm nhạc của của dàn nhạc giao hưởng này à, collective là bộ sưu tập uhm, music making là tạo ra nhạc có nghĩa là đây là dàn nhạc giao hưởng không chuyên và để tạo ra những cái cái bài nhạc ha <laughs> vậy thì cái câu 2 rồi bây giờ thầy đọc cái câu 2 nhé à chưa chưa tới chưa tới câu hai bên dưới sorry các bạn đọc tiếp nha người tham dự là nên có cái khả năng có cái kỹ năng đọc âm nhạc cơ bản có nghĩa là Giống như hồi đó các bạn học nhạc hồi cấp 2 vậy đó, à, là các bạn vẫn biết đọc nốt nhạc á, ý là như vậy. Nói chung là dù không chuyên nhưng mà vẫn phải biết đọc cái nốt nhạc à. Ví dụ như vậy ha. Và sẵn sàng awareness là sẵn sàng là theo nhóm mà commit commit to the group. À, sẵn sàng là theo nhóm nghĩa là phải tập liên tục. Tuân thủ ha, tuân thủ việc tập theo nhóm à là đi theo á, thỏa thuận theo, tập trung theo. Thầy sẽ đọc từ từ các bạn, cứ ghi chú lại ha. Thầy đọc lại. Người tham dự là nên có kỹ năng đọc cái âm nhạc cơ bản và sẵn sàng là theo nhóm ha, là tập với nhóm đàng hoàng đó. Nhưng không yêu cầu là thử giọng, audition là thử giọng ha thử cái giọng hát của mình thử giọng các bạn biết đó, đúng không mà nó không bắt buộc thử giọng gì hết chơi chơi dụng cụ mà thử giọng gì <laughs> đâu phải ca sĩ đâu rồi vậy thì câu 2 là cái kỹ năng cái khả năng mà đọc âm nhạc là cần thiết trả lời và chứng minh cho thầy đó thông thấy, thấy thông tin chưa làm thử luôn đi với với các bạn đi à, chỗ nào chứng minh ha câu đáp án là gì và cho là chứng minh Rồi đúng rồi đó trừ chính xác nó thông thấy chưa ha rồi có hai trừ đúng rồi đó cứ mạnh dạng như vậy là các bạn sẽ lên nhiều lắm <laughs> rồi hai trừ đúng rồi đó là người tham dự có kỹ năng đọc âm nhạc cơ bản rồi đúng rồi có kỹ năng đọc âm nhạc cơ bản đúng rồi ha nhớ là thêm cái chữ cơ bản như nghe thông Thì, à, thôi hiểu vậy cũng được rồi nè <laughs> nói chung là dòng này là được ha dòng này là được không không cần willingness gì đâu Thông rồi cái willingness là nó nó theo thông tin sau rồi nè thầy đọc lại nè người tham dự nên có cái kỹ năng đọc âm nhạc cơ bản là nó 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 đủ trả lời cho câu này rồi nghĩa là cái kỹ năng đọc âm nhạc là cần thiết ừ. rồi đó nghĩa là mình chứng minh đúng thôi được rồi không cần chứng minh dài đâu nó thừa ha vậy là cái dòng này đủ rồi nên có cơ bản mà vậy là cần thiết đúng rồi tiếp ha ơi ờ, được khuyên á là bạn phải bạn đã học dùng cụ âm nhạc hay là bạn được khuyên á là học dùng cụ âm nhạc ít nhất là một năm <laughs> ít nhất là một năm recommend ha có nghĩa là nó cũng kêu là tốt nhất là trước đó mình đã học, học ít như một năm nghĩa là giống kinh nghiệm đó <laughs> kinh nghiệm học từ một năm ha rồi có kiến thức một năm trong vấn đề chơi dụng cụ ở nhà thì nếu như bạn đã từng được trả tiền để chơi cái dụng cụ hay là mới tốt nghiệp một cái văn bằng về diễn xuất ha hoặc là đã đã và đang hoặc là đang chơi liên tục từ thời học sinh cấp 2 thì bạn có thể quyết định là nhóm chúng tôi không phù hợp cho bạn các bạn hiểu không rõ ràng ở đây là nhóm dành cho không chuyên à, giống như mấy người mà gọi amateur người không chuyên amateur, người không chuyên người bình thường như mình thôi à, biết một chút để vô à, nhập nhóm là được ha Còn nếu mà bạn đã từng được trả lương trả tiền để chơi dụng cụ để biết người chuyên rồi đã hoặc là tốt nghiệp nè chơi, trả tiền để chơi dụng cụ nè tốt nghiệp từ một cái trường diễn xuất nè hay là có chơi từ chuyên nghiệp luôn từ hồi nhỏ cho đến bây giờ là chuyên nghiệp á ừ. nghĩa là chuyên á là chơi từ khi mà mới tiểu học tới bây giờ thì có thể là không phù hợp với bạn rồi câu ba ha vậy thì cái nhóm này có thể không phù hợp cho những nhạc sĩ uh, chuyên nghiệp rất chuyên nghiệp ở đầu các bạn sao <laughs> Đó là đúng, chính xác, trường rồi. Các bạn cứ trả lời nghe thầy con kia này thầy muốn bệnh rồi Mười bữa giờ Đúng ha các bạn đấy Được trả lương, được trả tiền để chơi dụng cụ Mới tốt nghiệp từ trường à, Tốt nghiệp là biết chuyên rồi Đã tốt nghiệp là cử nhân là chuyên rồi Đó. Còn cái này thì chơi từ tiểu học lên Thì chưa chắc là học ở trong Ở trong đại học ha Nhưng mà có chơi theo kiểu là thành thục á giống như à, cũng hơi chuyên á còn học mà có bằng cấp thì là chuyên rồi vậy là mức độ cao cấp nhạc sĩ mức độ rất cao cấp này nó nè thì không phù hợp đúng ha nè bạn có thể quyết định nó không phù hợp cho nhóm chúng tôi Nh nhóm chúng tôi không phù hợp với bạn rồi thì tiếp toàn nãy cô tru không cứ thoải mái nghe thấy nó tru nhiều quá các bạn đừng có lo mà các mình cứ coi kỹ thấy là đúng là được thôi tiếp không cái cách mà chúng tôi làm việc nè <laughs> chúng tôi biết rằng đó là cái người New York thì rất là bận rộn nhưng mà tốt nhưng mà cũng tốt à, nhưng mà nó không sao nó không sao ha nếu như bạn um, it is five you miss an entire period ha? nếu như bạn bị mất một cái buổi mất một cái khoảng thời gian À, toàn bộ khoảng thời gian luyện tập khi mà có vấn đề khẩn cấp gì xảy ra Immer, um, emergency arise nói chung là có chuyện gấp hay có chuyện khẩn cấp á là mình không luyện tập cả tuần thì cũng không sao ha nguyên cái chu kỳ mà luyện tập đó cũng không vấn đề gì mặc dù vậy nếu như vắng mặt quá nhiều à, tuy vậy ha thì vắng mặt quá nhiều sẽ làm đứt đoạn à, disrupt cái chức năng của nhóm và làm cho khó để thực hiện những cái bài nhạc đúng rồi ha à, vắng mặt hoài thì đương nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng tới nguyên nhóm luôn tại vì nhạc là phải kết hợp với nhau mà à, rất là khó để trình diễn bài nhạc ha rồi những buổi thì nó sẽ là cái khoảng thời gian luyện tập rehearsal là luyện tập nghe các bạn rehearsal là 6 tuần à, các khoảng thời gian chu kỳ luyện tập là 6 tuần với buổi luyện tập 2 tiếng được tổ chức mỗi tuần những buổi luyện tập 2 tiếng tổ chức mỗi tuần ha nói chung là mỗi tuần tập 2 tiếng và diễn ra trong 6 tuần Giờ chúng tôi làm việc với mục tiêu là tạo ra tạo ra một cho đến ba cái cái buổi hòa nhạc rất là bình rất là very informal có nghĩa là rất là thông thường á chứ không không cần trình trọng quá. Rất là thông thường dành cho bạn bè và gia đình mỗi năm. Có nghĩa là nó tạo ra những cái nhạc hội thân thiết thôi, không phải là dạng nhạc hội chuyên, nhạc hội thân thiết informal, thông thường thôi ha, dành cho bạn bè và gia đình với nhau thôi. Vậy thì Câu 4 đầu các bạn nhìn ra. Không? Nó nó có từ khóa giống đó nhưng mà xem câu nó như thế nào. Ở đây câu 4 nó nói <laughs> là cái dàn cái uh, nhạc hội này á, nhạc hội này á nè, có nhạc hội nè. Những cái buổi nhạc hội này là miễn phí cho thành cho các thành viên trong gia đình và bạn bè. Nó có cái từ khóa là bạn bè và thành viên đó. Nhưng có thông tin nói về miễn phí hay là đóng phí không? Thấy chưa? Đúng là có từ khóa nha, gọi là thầy gọi là có từ khóa. Có từ khóa là thành viên và bạn bè. À. Nhưng mà mình phải đọc kỹ thông tin đây là nhà hội này là miễn phí. Có nói về vấn đề là là cái nhà hội này nó miễn phí cho gia đình và bạn bè không? ở đây mình đọc lại cái cái từ khóa cái từ khóa gia đình bạn bè là gì nó chỉ nói là nó cái nhóm này là sẽ có một đến ba cái nhạc hội à, mỗi năm dành cho bạn bè và gia đình hả có thông tin về vấn đề là có phí hay không không mạnh dạng lên ha thông trả lời luôn là thông Rồi, not given, chính xác Đúng rồi, không thấy thì mà <laughs> Cho nên thầy mới nói là bà nào học trong tuần cũng nhớ rồi ha Là có từ khóa thôi Nhưng mà mình phải tính nguyên cái thông tin Và mình phải giả dụ lại Mình phải tính nguyên cái thông tin ha Chứ không phải là mình chỉ dựa theo từ khóa À, ở đây rõ ràng hồi nãy thầy mới đọc qua là gì Cái thông tin liên quan tới từ khóa gia đình bạn bè là gì Là nó là cái cái buổi hòa nhạc mà dành cho gia đình và bạn bè là nó sẽ tổ chức mỗi năm từ 1 tới 3 buổi không hề nói vấn đề chi phí ha cho nên nếu như bắt đầu mình ngoài cái việc mình kiếm thông tin mình vẫn giả dụ lại ha mình vẫn giả dụ lại à, rất là giống trong tuần thì giả dụ nếu nó là phone mà phone đây hồi nãy nói đó là gì à, câu nói ngược với thông tin trong bài ngược với thông tin trong bài nghĩa là có thông tin nhưng mà nó bị ngược thì nếu như trường hợp đó xảy ra thì ở đây nó nói là cái nhạc hội của tổ chức này á, là miễn phí cho thành viên và gia đình thì có thể trong bài nó sẽ kêu là đóng phí à, dù ít hay nhỏ thì nói chung là có đóng phí thì lúc đó nó sẽ ngừa với bên đây nghĩa là có thông tin về vấn đề là có đóng phí hay không thì một bên là miễn phí mà bên là có đi ha à, ví dụ như thành viên gia đình là vẫn sẽ đóng một khoản phí à, cho cho những cái buổi này nói ví dụ như vậy thì còn các bạn còn đây rõ ràng là không hề đề cập tới cái thông tin là có phí hay không dù có từ khóa nha vì vậy thì mới nói là các bạn phải đọc hết nguyên một câu sau đó các bạn giả dụ lại nhớ nha còn tru thì chắc chắn đúng giống như nãy giờ rồi mà nó chỉ đổi cách nói với từ vựng thôi ha chắc chắn là có rồi rồi tiếp diễn tập đúng rồi buổi buổi luyện tập đó diễn tập luyện tập đó Ừ. ý á, nó nói là à... à... đúng rồi diễn tập đấy chứ nãy, nãy nãy có nói rồi đúng không rồi tiếp ha Rồi tôi đọc tiếp ha các bạn. Cái người hướng dẫn chuyên nghiệp ha. À cái này thì cái nói chung đều là người hướng dẫn hết, ha, là teacher hoặc là facilitator. the à, facilitator. Rồi à, nói chung là người hướng dẫn hết nha. Thì sẽ hoạt động như là một huấn luyện viên à, và người điều khiển ha. Trong suốt buổi luyện tập thì các bạn biết cái người điều khiển luôn đúng không? Rồi, huấn luyện viên điều khiển luôn. Thì cái người À, những những người mà điều khiển thay thế đó cũng tham dự nghĩa là huấn luyện viên vừa là huấn luyện viên vừa là người điều khiển rồi bên cạnh đó cũng có những người điều khiển thay thế luôn giống như là người mà sẽ khởi xướng trình diễn với mình á à, thì cũng tham dự để dạy những cái bài khác nhau cung cấp cho cái nhóm luyện cho cái nhóm nhạc sĩ ha là người đang nói về người chơi dụng cụ nhạc đó, là cái kinh nghiệm khi làm việc với nhiều hình thức và phong cách khác nhau Nói chung là có nhiều người điều khiển và huấn luyện Thì từ đó là quen với ha Gọi là quen với À quen với Thì là quen với ha Quen với à, Và có kinh nghiệm luôn trong quá trình luyện tập nha các bạn

rồi quen với luyện tập ha rồi à, rồi à mọi người đều khuyến khích là chơi với cái năng lực đầy đủ của họ nghĩa là chơi tốt nhất có thể đó à cứ cứ, cứ chơi hết sức gọi là mình gọi là chơi hết sức ha play to their fullest potential dù nó như thế nào Nhưng mà vui lòng chú ý rằng là trong khi chúng ta có một người điều khiển nhưng mà có người điều khiển ha. Nhưng mà vai trò của cô ấy thì là không có cung cấp hướng dẫn trực tiếp trong quá trình luyện tập thì nói chung là cái người mà hướng dẫn mình á là chưa là có thể là người điều khiển luôn nhưng mà người điều khiển thì chưa chắc là người hướng dẫn nhiều khi tới cái buổi mà điều khiển tới mà cái buổi diễn tập luôn đó à, diễn tập cho đến uh, uh, biểu diễn mình thực tế thì có thể là cái người điều khiển không phải là người huấn luyện mình nha là thể có người điều khiển là người là họ sẽ ra đúng cái nguyên tắc cho giờ mình. mình bám sát theo đó để mình làm đúng cái kỹ thuật ha rồi <laughs> à, quên thì bây giờ cái này như hai câu luôn câu số 5, về thì buổi luyện tập thì luôn luôn là phải có đầy đủ dàn uh, nhạc đầy đủ cái nguyên một dàn nhạc chơi với nhau đâu các bạn nhìn đâu Sẽ đọc lại ha là buổi diễn tập luôn luôn là cần phải có đầy đủ nguyên một dàn nhạc chơi với nhau có cần đầy đủ không các bạn đâu các bạn cứ trả lời thử thôi ừ. hồi nãy thầy có đọc đấy <laughs> cứ trả lời thôi vâng xem các ừ. bạn nhìn ra không nhé thì thật ra là con này nó nằm ở trên đúng rồi N nó hơi bảy mình đó ừ, chứ không phải râu đâu ha Diễm thì trả lời đúng chỗ nhưng mà đúng đúng gì ta đúng uh, cái đáp án nhưng mà dẫn chứng <laughs> uh, dẫn chứng chưa đúng thì nó nằm thật ra nó nằm bên trên đó đúng rồi thật ra nó nằm ở bên trên cái này là trường hợp nó sẽ khó ở chỗ là lâu lâu thôi chứ nó không có nhiều ha là nó có cái câu nó bị xen kẽ giống như là cái câu bên... đúng là cái câu năm nó phải nằm bên trên <laughs> nó phải đưa trả lời trước nhưng mà nó làm khó mình một chút thì đúng rồi nè cái dàn nhạc này nó, ở trên nó có nói đúng rồi các bạn chứng minh đúng hết rồi đó à, chúng tôi biết là người New York thì rất là bận rộn cho nên vẫn ok nếu như bạn là vắng mặt nguyên nguyên cả quá trình luyện tập luôn ha, nếu mà có vấn đề khẩn khẩn cấp xảy ra, tuy nhiên vắng mặt nhiều quá thì vẫn ảnh hưởng nhóm khó để luyện tập, nhưng mà thật ra ở đằng trước có nó nói rồi à, vẫn được ha, nếu như bạn bạn vắng vắng buổi, vậy thì là à, cái buổi luyện tập thì luôn cần đầy đủ nhóm người chơi là à, là không không phải luôn lúc nào cũng cần. Ha? không phải luôn luôn lúc nào cũng cần nha ở đây mình vắng vẫn được đó câu chứng minh này đó đúng rồi đó vậy là câu này là false đúng rồi ha còn à, cái này đâu phải đâu cái này là cái vai trò của một người hướng dẫn mà bình thường mà à, cái người hướng dẫn chưa chắc là người ấy, cái người điều khiển chưa chắc là người hướng dẫn chứ đâu phải <laughs> đâu phải là thiếu người đâu ừ. cái này đang nói vai trò người diễm đúng rồi câu này nó làm khó đó rồi bây giờ mà tới câu 6 này à, câu này thì Rồi thầy đọc tiếp ha, để trả lời câu 6. thì cái cái nhóm này thì là tự hỗ trợ lẫn nhau. À, chúng tôi không 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 nhận bất kể những cái khoản trợ vốn nào. Chi phí là 80 đô cho mỗi buổi à, 6 tuần luyện tập ha. Thì cái khoản tiền này là để à, chi trả cho cái chỗ luyện tập, thuê thuê chỗ mà rehearsal space rồi chi phí của người điều khiển nè và chi phí về âm thanh và máy photo <laughs> nói chung là tài liệu đó vậy thì cái người hướng dẫn là cung cấp dịch vụ miễn phí có không? người hướng dẫn là nói chung là làm việc miễn phí có miễn phí không có miễn phí không các bạn đó các bạn cứ chứng minh ha Rồi câu Ủa Thông trả lời luôn Thông ơi Có miễn phí không Đang trả lời được mà Nè Ở đây nãy mình đọc cái gì Cái chi phí của mỗi quá trình luyện tập 6 tuần là 80 đô Là cái tiền này sẽ trả cho sân bãi nè Rồi phí của người điều khiển nè Rồi vậy là người điều khiển có Có miễn phí không rồi vậy là không ha. Nhóm nhạc thì uh, giống như luyện tập thì ok, nhưng mà cái người vẫn phải mướn người điều khiển nó uh, giống như phải mướn thầy đó à Rồi vậy là cái chi phí của conductor là có nha. Vậy là cái người conductor là cung cấp miễn phí không không có miễn phí nha các bạn. Rồi. rồi vậy là ngược nhau đó. Cái phí với lại cái cái free ha, free đây là phí ha. Vậy là ngược nhau đúng rồi. Rồi ý cuối cũng là cái cuối luôn. Những tư liệu mà bạn sẽ cần tại buổi luyện tập, thì bạn sẽ cần một cái tư liệu này nọ luôn, tư liệu hay dụng cụ luôn ha. Thì bạn sẽ cần một cái nhạc cụ nè, một cái cái cây cây dựng đứng để để nhạc nè. Và bất kể những cái phụ kiện liên quan ha, bạn sẽ mang một cái theo folder để giữ cái tờ nhạc với nhau ha và một cái viết chì mềm với một cây cục gom ha để viết để viết nói chung là đem theo để viết ha và cái tờ âm nhạc còn cái tờ nhạc thì sẽ được cung cấp cái tờ mà bài nhạc sẽ được cung cấp ha vậy thì là cái tổ chức này đưa ra lời khuyên về việc mua dụng cụ nào có đưa ra lời khuyên không mặc dù có từ khóa là dụng cụ trả lời đi các bạn trả lời hết đi trả lời đi Rồi, 7 này là Not given nha Not given nha Chúng phải <laughs> phone Không có thông tin là đưa ra lời khuyên là mua Mua loại dụng cụ gì nha Cái từ dụng cụ ở đây là gì Nó chỉ nói là à, buổi diễn tập bạn cần cái gì thôi Bạn cần mang cái gì thôi là nó kêu là bạn nên Bạn sẽ có dụng cụ Dụng cụ nhạc là được Nghĩa là nó nó kêu là có dụng cụ nhạc thôi ha À có dụng cụ nhạc thôi ha Chứ không có đưa ra lời khuyên là mua dụng cụ gì nha Ở đây phải đọc cho kỹ à, Đưa ra lời khuyên về loại dụng cụ nào nên mua Không có ha Không có à, Đưa ra lời khuyên gì hết nha Về <laughs> dụng cụ gì nha Miễn là có dụng cụ là được Vậy là câu này là uh, Not given nha Tại vì mình giả dụ lại nếu như nó là fonts thì nó sẽ à, nó sẽ nói luôn là có đưa ra lời khuyên hay là không nhé. Ở đây thì kêu đưa ra lời khuyên bên bài nó nó kêu là à, không đưa ra, không đưa ra lời khuyên luôn. À, bạn nên tìm lời khuyên người khác hay là người kinh nghiệm gì đó chứ tổ chức không có đưa ra lời khuyên ví dụ như vậy. Rồi, thôi tới đây xíu mà các bạn phải đi mua thuốc nhé. Bắt đầu muốn cảm ơn là sổ mũi với lại nó nhức nhức cái đầu ừ. vậy là bị cảm rồi đó bị nó có triệu chứng bữa giờ dầm mưa rồi thôi tới đây các bạn thầy tính cho làm tiếp cái cái phần sau tại mùa chứ mà không đóng cửa nữa. tối nó hành <laughs> thầy tính là hôm nay cho các bạn làm luôn cái phần phần dưới này ha thì đúng đúng là phải làm luôn phần này chứ cho cho nó xong cái phần cơ bản phần một nhưng mà mình sẽ giờ là ngày mai ha Cho nên trên tinh thần là ngày mai sẽ làm tiếp phần này và phần 2 ha các bạn Phần 2 luôn nha Tại vì phần 2 điện tử nó dễ chịu lắm à. Cái này cũng thông tin luôn nè Nó cũng giống như cái mình trên thôi Nhưng mà trước mắt là làm điện tử ha Rồi một cái nữa đó chính là listening Còn listening nữa ha rồi ngày mai tiếp hai các bạn. Hy vọng đừng mai đừng hành quá. <laughs> Bị cảm rồi. À. Ừ không thầy khỏe mà tự nhiên tại bữa biết là dính nước á nhiều khi bữa dầm mưa hiếm lắm mới bị rồi dính nước này đúng không rồi ngồi nghe quạt với máy lạnh ấy, là biết nó trúng rồi đó hiếm lắm năm năm hai năm mới dính à, như cái năm trời mới dính là ông này cảm thường thôi hồi hồi trước là có cái cúm đợt trước hồi đợt trước có bị nó cũng hết rồi tới lâu rồi hồi đầu năm nhà cảm thường này kêu cảm động cúm thì biết mà thì bị rồi rồi vậy xong xong rồi các bạn thì mua thuốc một cái không còn đóng cửa nữa rồi chào các bạn <laughs>